bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Khắc thật lòng của Sophia. Tác giả Ken Spielman, James Người dịch Bùi Thị Ngọc Hương. Giọng đọc Ngọc Linh. Chương 1 Kỳ nghỉ đã trôi qua một nửa và Sophia cảm thấy mừng. Trước khi rời nhà, cô đã cãi rằng 5 ngày trên đảo là không đủ lâu. Thậm chí còn chưa được một tuần. Sophia nũng nịu. Tại sao chúng ta không thể ở lại đó một tuần được ạ? À? Cô em gái Samatha cũng đồng ý. Một tuần thì tốt hơn chứ, chị nhỉ? nhưng chỉ sau hai ngày kỳ nghỉ dường như kéo dài lê thê năm ngày là quá dài hòn đảo là một hòn đảo còn khu nghỉ mát bãi biển ừ thì cũng có liên quan đến biển đó có một hồ bơi bên bờ biển bốn nhà hàng bên bờ biển và thêm các bãi biển nữa ngày qua ngày cũng chỉ có lựa chọn là bơi lặn hay thuê cái gì đó có thể chèo hoặc phóng tới lùi trên mặt nước để giết thời gian. Điều đầu tiên Sophia nhận thấy là ở đây vắng bóng những đứa trẻ cỡ tuổi cô. Mọi người đều ở trong những căn nhà gỗ riêng. Một số căn được dựng trong rừng mưa nhiệt đới và một số căn khác, giống như căn ba chọn, được dựng trên cục gỗ ngay trên bãi biển. Nơi này rõ ràng là dành cho người già, Sophia nói, hoặc các cặp đôi mới cưới chứ không phải là cho tụi mình. Đêm đến, trong căn nhà gỗ, họ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ bên dưới. Mẹ nghĩ âm thanh này thật yên bình. Còn ba thì đùa rằng, chắc là ông đã chết và được lên thiên đường rồi. Sophia và Samatha thì ước gì có thể bật tivi lên để không phải nghe thấy âm thanh đó, nhưng ba mẹ không cho trời còn nóng nực nữa chứ. Kể cả ngày sát mặt nước mà vẫn nóng. Và những cơn gió nhẹ khi thổi đến cũng chẳng thể nào thay thế được mấy điều hòa. Mới bơi hay tắm năm phút trước thôi mà Sophia đã nói với ba rằng người cô lại nhớp nháp trở lại rồi. Còn nóng quá. Sophia cầu nhầu. Còn nóng, nhớp nháp và chán. Chán. Bố nói con chán hả? Sophia nhún vai. Chúng ta đang ở đây, ngay trên một hòn đảo thiên đường, mà con thấy chán à? Sophia lại nhún vai. Ba nhìn mẹ rồi thở dài. Được rồi con yêu. Ừ thì chán. Ba mẹ đã mua cho con một quyển sách ở sân bay. Nhớ không nào? Sao con không đọc nó đi? Con đọc ở nhà rồi ạ. À. Sophia nói. Con tưởng đây là kỳ nghỉ chứ. Hết chương 1. Chương 2 Sophia cảm thấy cứ như mình đang bị đám tàu và cô có thể nghĩ đến những người tuyệt vời hơn để cùng đám tàu chứ không phải là ba mẹ và đứa em gái phiền phức này. Lúc ở nhà, Samatha đã đủ gây phiền toái rồi. Nhưng ít ra ở đó, Sophia còn có thể đóng cửa phòng để thoát khỏi những trò hề trẻ con của em mình. Ở nhà còn có tai nghe để chặn những câu nói ê a à của Samatha về những điều ngớ ngẩn nhất. Còn ở đây, theo ba mẹ thì điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác không thuộc về chốn này. Nhưng tại sao chúng ta không thuộc về nơi này ạ? À? Sophia thắc mắc. Vì chúng sẽ khiến ta nhớ rằng đây là thế kỷ 21 sao ạ? À? Ba bật cười, nhưng mẹ muốn giải thích. Sophia ơi, mẹ đã nói với con là mình cần kỳ nghỉ này để dành thời gian bên nhau, phải không nào? Ý của mẹ là thực sự dành thời gian cho nhau. Ba và mẹ vẫn còn nhớ đến những kỳ nghỉ mà ba mẹ đã trải qua khi ở độ tuổi các con. Những khoảng thời gian như thế này rất quan trọng, chúng sẽ tạo nên những kỷ niệm. Sophia không hiểu. Vậy tại sao mẹ lại không muốn kỷ niệm của con bao gồm cả những bài nhạc mà con yêu thích? Mẹ vẫn không chịu. Con hãy nghĩ về một buổi tối điển hình ở nhà mình mà xem." Mẹ nói bà con xem thời sự. Nếu dọn rửa chén bát xong, thì mẹ sẽ dùng máy vi tính. Con làm bài tập về nhà và đeo tai nghe nhạc. Còn Samatha thì chơi điện tử trên di động của ba. Sophia có thể hình dung ra khung cảnh mẹ đang mô tả. Cô đã là một phần của khung cảnh đó hàng trăm lần và sẽ tiếp tục là một phần của nó, ít nhất cũng hơn một ngàn lần nữa. Con hiểu mẹ đang nói gì mà, phải không? Mẹ tiếp tục, con yêu à, đó không thực sự là ở cùng nhau, đúng không con? Cả nhà chúng ta đều sử dụng thiết bị công nghệ hoặc dán mắt vào màn hình điện tử, cứ như chúng ta đang ở những khu vực khác nhau vậy. Sophia gật đầu, cô hiểu những gì mẹ nói, nhưng lại càng có cảm giác đắm tàu hơn bao giờ hết. Hết chương 2. chương 3 Chúng ta thật sự rất hạnh phúc. Bà nói, kể từ khi đến đây, hàng đêm ba có lại nhảy điều này suốt. Hãy ngồi xuống ghế của bất kỳ nhà hàng biển nào mà ba mẹ chọn, là ba lại vui vẻ cất lời. Nhìn này các con, tất cả thức ăn đều ngon mắt. Sophia trợn mắt. Gần đây cô trợn mắt khá nhiều. Làm vậy đơn giản hơn rất nhiều so với việc phải nói ra cảm nhận của mình những gì sophie cảm nhận quá ư phức tạp quá nhiều thứ quá nhiều thứ cứ đang xen nhau cả thảy được gói lại thành một bó đó là nỗi buồn chán với gần như tất cả mọi thứ gồm cả hòn đảo già cả chán ngắt này đó là việc cô không bao giờ biết phải làm sao để có thể thích ứng như lời thầy cô khuyên trong học bạ, đó là việc cô không có điện thoại riêng và không bao giờ được phép chuyện trò với bạn bè trên internet. Đó là việc sở hữu những kiểu tóc rẻ tiền và những đôi giày thông dụng. Đó là cảm giác bị so sánh với Samatha vì con bé dường như luôn vui vẻ bất chấp mọi chuyện. Sophia này, bà nói ba không cần nhằn cô. Khi có tâm trạng vui, ba chỉ đưa ra lời khuyên. Con sẽ không bao giờ có thể thực sự tận hưởng cuộc sống nếu con không học cách trân trọng những gì con có. Hãy nghĩ đến tất cả những điều kinh khủng đang xảy ra trên thế giới xem. Mẹ tiếp lời. Và những người không có gì nữa mẹ kể cho cô nghe về cơ sống thần đã sang bằng toàn bộ khu nghỉ dưỡng cách đây 10 năm. Thật khủng khiếp, người ta phải đu bám vào cây dừa để sống sót. Chúng ta thực sự rất may mắn. Bà cảm thấy hạnh phúc, còn mẹ cảm thấy may mắn. Nhưng những gì ba mẹ cảm nhận không khiến Sophia hết chán nản. Không hiểu sao nó càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. Ngày sau đó, dù không nhận ra, nhưng Sophia đã trút tất cả bụng bực lên Samatha. Cô cảm thấy như thể mọi lời nói và hành động của Samatha đều cố ý tra tấn cô kiểu gì đó. Đó không chỉ là việc bé ồn ào, mà đó chính là vì sự nhiệt tình của bé. Cái cách bé tỏ ra hứng thú với bất kỳ điều gì mà họ làm. Cứ như thể Samatha tỏa ra các bong bóng đầy năng lượng vậy. Điều duy nhất Sophia muốn làm là chích nổ chúng. Em làm ơn ngừng lại nhảy bài hát đó được không? Sophia sẽ nói. Hoặc, chị nói rồi, đừng làm chị nổi cáu nữa. Hay như, mẹ, Samantha cứ rung chân hoài, bực bội quá đi. Hay thậm chí là, yên nào Sammy, em tăng động quá đi, vui đến thế à trạng thái vui vẻ của Samatha khiến ba mẹ hạnh phúc và họ càng hạnh phúc hơn với bé thì dường như lại càng không vui với Sophia. Khi Sophia xô Samatha ngã, mẹ nắm lấy cánh tay cô và siết chặt. Tại sao con làm thế? Mẹ gắt gao muốn biết lý do. Sophia đá một viên sỏi trên đường đi. Con đã bảo nó hàng triệu lần là đừng ồn màu nữa mà nó không chịu nghe đó không phải là lý do để con xô em, đúng không? Sophia bắt đầu nức nở. Mẹ luôn bên Samantha. Mẹ thậm chí còn chẳng quan tâm đến cảm nhận của con. Nói cho ba mẹ biết cảm nhận của con đi nào, Sophia. Sao con không nói với ba mẹ? Con muốn một gia đình khác. Sophia khóc rống lên và con muốn về nhà. Hết chương ba. Chương 4 Cuối cùng họ rời hòn đảo. Chiếc thuyền đưa họ đến một hòn đảo lớn hơn. Thực ra đó là sân bay và trung tâm thương mại. Nó nổ máy xình xịt, nhẹ nhàng lướt trên mặt biển trong xanh. Xanh ngắt, ba quả quyết nói. Biển xanh ngắt chứ không chỉ là xanh. Xanh ngắt, Samatha tí li liên hồi. Châu Á xanh ngắt, xanh ngắt châu á châu á xanh ngắt sophia cảm thấy muốn ném samatha ra khỏi khoang thuyền bắt nó im lặng cũng vô ích ba mẹ đã tỏ rõ là sophia nên giữ những suy nghĩ kiểu đó cho riêng mình nếu con không thể tận hưởng kỳ nghĩa này thì làm ơn để cả nhà tận hưởng nó bà đã nói với cô như thế sau khi đi thuyền cả nhà tiếp tục đi taxi một đoạn đường ngắn và chờ 90 phút ở sân bay. Sophia ngồi bó gối, một tay ba cầm bốn cái hộ chiếu, tay còn lại nắm lấy tay mẹ. Lúc này họ gần như phớt lờ Sophia, nhưng cô lại không thể ngừng để ý đến họ. Trong họ có vẻ rất hạnh phúc, thậm chí còn có vẻ hạnh phúc hơn những lần trở về nhà trước đây. Ba, con có thể cầm hộ chiếu của mình được không ạ? À? Sophia hỏi. Chỉ một phút thôi nhé. Bà trả lời. Nó thuộc về nơi này. Bà chỉ vào bốn cái hộ chiếu đang đặt cạnh nhau. Chúng là một gia đình. Bà cười với lời nói đùa của mình. Và lần đầu tiên trong thoáng chốc, Sophie không cảm thấy muốn trợn mắt. Thay vào đó, cô cười đáp lại. Tâm trạng của Sophia phấn chấn hẳn lên. Cái cảm giác khi vui cười và chạm vào các ngón tay của ba trong một tháng khi ông đưa hộ chiếu cho cô, thật sự rất tốt. Nhìn ba mẹ tay trong tay dịu dàng, trái tim cô bỗng dưng thấy ấm áp. Cô thầm mong ước cô có thể nhìn thấy điều này thường xuyên hơn và theo cách riêng của mình, ba cũng đã thể hiện ông cũng yêu thương cô dù cô có cư xử tệ hại thế nào thì cô vẫn thuộc về gia đình này. Cả gia đình là thuộc về nhau. Ngay khi máy bay cất cánh, phi công thông báo rằng họ có thể gặp nhiễu động không khí trong suốt chuyến bay. Tín hiệu đai an toàn tiếp tục mở, rồi chẳng bao lâu sau, máy bay bắt đầu sóc nảy và rung lắc khi xuyên qua cái đám mây dày đặc. Ngồi cạnh Sophia, Samatha bắt đầu run rẩy, môi dưới cô bé rung bần bật và hai mắt đậm nước mắt. Sophia nắm lấy tay em. Đừng sợ, đó chỉ là những đám mây thôi. Cô nói với em, chúng ta sẽ ổn mà. Em có biết cái đám mây chỉ là nước thôi không? Rất nhiều giọt nước nhỏ xíu và nước nặng hơn không khí. Đó là lý do vì sao cái đám mây lại làm cho máy bay giật giật như thế này nè. Sophia cầm tay Samatha lắc nhẹ trong không khí làm thế này vui hơn đó. Shemata cười. Sophia bắt gặp ánh mắt mẹ khi bà nghiêng cổ nhìn hai chị em qua khe hẹp giữa hai cái ghế trước mặt. Chúng ta sắp về đến nhà rồi các con à. Vui vẻ lên nhé. Mẹ nói. Sophia mất mấy môi, tạo khẩu hình con yêu mẹ. Và mẹ mỉm cười. Lúc sau, Sophia quyết định sẽ nói to câu đó với mẹ. Cô biết mình đã có thái độ vô ơn, nhưng ba nói đúng, họ hạnh phúc. Và trong tất cả mọi thứ, cô cảm thấy biết ơn thì không có gì lớn hơn tình yêu thương. Hết chương 4 Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, quyển sách, bài học về lòng biết ơn, khoảnh khắc thật lòng của Sophia, tác giả Ken Spielmann. 110. Người dịch Bùi Thị Ngọc Hương, giọng đọc Ngọc Linh. Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam. Từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác: podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiên và ngủ. Chỉ theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng độc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.